chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vạn sanh cực lạc quốc. Rồi học đến tập 243. Hồi trưa này những đức bên chùa mới đi về gặp một ông cụ này 78 tuổi, có hai người con gái dẫn đến. Gặp những đức mừng, rất là mừng. Đến nói những đức rằng cách nay 3 năm con của con tặng cho con một chiếc máy, chiếc máy V52 của mình, quý vị. Ông lúc đó cũng bị ung thư, đang buồn lắm, rất là buồn. Người con gái tặng cho ông chiếc máy và ông cầm, ông nghe, ông nghe tới bây giờ luôn là 3 năm chờ. Bây giờ là ông quyết định kêu người con gái dẫn đến chùa mình và ngồi đây đợi, nhất định gặp những đức làm. Đến gặp mừng, thiệt là mừng, cảm ơn. Nhờ thầy giảng con nghe mà tâm trạng cởi mở, người vui vẻ. Cảm ơn này nhiều dữ lắm. Nếu như mà con không được nghe pháp chắc con chết rồi, tại vì con buồn, nhưng không có một phương hướng gì chứ, nên buồn quá. Xong những đức nói, ông bị ung thư mà sao những đức nhìn ông khỏe mạnh, đâu có giống ung thư gì đâu cụ. Ông nói con nhờ nghe thầy giảng, nhờ chiếc máy nghe pháp này nè, nghe thầy giảng mà con cởi mở tâm tư hết, sống con vui. Lúc trước là con ưa nặng nề lắm thầy, cứ sợ con mắc đi con cháu này nọ, con lo làm lắm. Nhưng mà từ khi nghe thầy giảng, nói mình đã bệnh đau rồi, mình lo mình đi, mình lo cái tâm trạng mình cho nó thoải mái đi, chứ mình nặng nề mình lo âu làm cho người ta lo thêm. Từ đó con nghe thầy con hiểu, con lo cái việc bệnh hoạn của con là con niệm Phật, con sống lạc quan, con vui vẻ, chứ con không có nặng nề nữa thầy. Vậy đó mà một số người bệnh cùng thợ con chết chứ, còn con tới bây giờ vẫn còn khỏe. Ông nói chuyện với mình mong mừng lắm quý vị. Rất là mừng. Xong những đức lên, những đức lấy thêm một chiếc máy giọt nước tặng cho ông cụ, đeo cho ông chiếc vòng, tặng thêm chai dầu nước xanh cho ông cụ. Đấy, quý vị rõ ràng một chiếc máy đơn giản vậy thôi quý vị mà cứu cuộc đời người ta. Nhiều người ta không biết Phật pháp gì chứ, chỉ có chiếc máy nghe pháp này thôi. Vậy đó mà ta nghe những buổi giảng đơn giản của mình gì thôi nè, vậy mà ta cởi mở tâm tư. Tại sao quý vị biết không? Vì nó ngay cái tâm trạng của người ta luôn. Giảng nó ngay cái tâm trạng, nó ngay cái việc mà người ta đang bệnh hoạn. Trong đây hơn 1.000 buổi, nên những đức thường khuyên hàng Phật tử khi có dịp mình đến đây dự lễ hay thứ bảy chủ nhật cộng tu, mình nên nhắc những người đi chung đoàn là có dịp mình đi về chùa, mình đặt về chiếc máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen đến bàn thờ sao sao, mình dạy cho họ nó rõ ràng. Ví dụ như máy nghe pháp đi đâu cũng cầm nghe được, máy niệm Phật đeo cổ đi đâu cũng nghe được, đèn bông sen thì để bàn thờ ông bà mình, năng lượng niệm Phật thì mình để mồ mả hay mình để xung quanh nhà này kia được, hay để vườn rau, hay để hồ cá, kết duyên chúng sanh. Nghĩa là mỗi cái đều có lợi ích, mình dạy cho người ta. Những người trưởng đoàn mình chỉ dạy, rồi mình nghe gì cái mình phổ biến rộng ra. Quý vị coi, người ta ung thư mà một chiếc máy nghe pháp này thôi, giá trị bao nhiêu tiền đâu. Vì mà tặng cho người ta mà ông cụ ông nghe rồi, mà cùng thờ ung thư với ông ta mắc hết mà ông cụ vẫn còn khỏe. Mà những đức nhìn ông cụ, những đức không thể nào nghĩ ông cụ bị ung thư. Nhìn tướng tá phong độ người đặc biệt,
rõ ràng khi nghe pháp nó cởi mở tâm tư quý vị. Hay, công nhận thiệt. Bởi vì như chùa mình bệnh đau đồ này kia là tự nó hết. Vì biết rằng 3-4 ngày nay những đức bị viêm cổ, quý vị thấy những đức nói chuyện tiếng nó hơi nặng nặng. Vậy mà một ngày như đức giảng pháp 3-4 buổi cũng phải làm việc, rồi ngày nào cũng khuyên quý vị niệm Phật, mà đi qua đậu tràng bên kia nói chuyện đậu tràng bên kia cười, nhưng mà tối giảng buổi giảng niệm Phật có nhiều cảm ứng, đại chúng cũng vui vẻ, đứng nói chuyện với đại chúng nhà ăn người ta cũng vui. Rõ ràng tuy mình bệnh đau vừa thăng nhưng tâm không có vấn đề quý vị. Tâm có vấn đề, nên mỗi một con người mình phải luyện được một cái tâm an lạc. Thân thể bệnh nhưng mà tâm nó an lạc, nó cũng tự hết bệnh. Phải tin chỗ này 100%, phải nhớ. Nên mình đi về chùa mình đặt chiếc máy này thôi, mình tặng cho ông bà cha mẹ mình, tặng cho bà con chùm sớm, tặng cho những người già, những người hữu duyên. Một chiếc máy nghe pháp gì thôi mà mình tặng thì mình cứu cuộc đời người ta. Như ông cụ thấy không, nhìn trí thức lắm, nhưng mà tặng cho ông chiếc máy nghe pháp, ông lúc bệnh đau này kia ông nghe một cái là ông cởi mở tâm tư liền. Cực kỳ hay không? Mọi chiếc máy nghe pháp vì sao có số điện thoại, nghe không? Số điện thoại, điện thoại mình hỏi máy nghe pháp nhà chùa, nhắn tin địa chỉ số điện thoại, nhắn tin số điện thoại mình gọi, mình đặt. Lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nên những đức nói rằng Phật tử ngày nào mình cũng nghe pháp là ngày nào cũng nhắc mình niệm Phật. Như sáng những đức chia sẻ, những đức cứ khuyên là niệm Phật. Mình là người niệm Phật mà quý vị, mình cứ khuyên niệm Phật thôi, mình cứ gầy tín nguyện niệm Phật, nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Rồi ở nhà có ngôi Tam Bảo, hai thời khóa tu sáng tối duy trì ổn định. Lúc nào rảnh lễ Phật cũng được, có phương pháp lễ Phật sẵn hết trơn, bấm lên cái là lễ. Rồi ngày nào như đó cũng chia sẻ 2 buổi Phật pháp, mình nghe để tăng thêm tính tâm tính nguyện mình niệm Phật. Cả đời mình cứ gầy dựng tính nguyện niệm Phật kiên cố, cứ gầy dựng hoài để chi? Mình gặp sự cố gì mình cũng niệm Phật, mình gặp sự cố gì mình cũng niệm Phật, mình đâu có bỏ cuộc đâu. Còn nếu không mình bỏ cuộc, mình niệm Phật mà vô vị, cái bắt đầu mình đi tìm kiếm mình lạc luôn. Còn bây giờ mình cứ gây dựng tính nguyện tính tâm kiên cố mà niệm Phật, cỡ nào mình cũng bám chắc có Phật hiệu thì việc gì cũng qua. Nhớ nha, bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, bác sĩ chạy, nhưng cứ nhớ Phật đi, đừng có lo sợ. Cái tâm lo sợ là cái tâm đó là đọa tam đồ ác đạo. Con người tu mình lúc nào cũng tập bình tĩnh, tâm an thì cảnh an, tâm an thì giải quyết tất cả vấn đề. Còn tâm bất an là nó quấy rối thêm, chuyện nhỏ thành lớn, chuyện lớn thì bung luôn. Nên cái tâm bất an là ghê nhất. Con người mình sống trong cuộc đời này quý vị phải nhớ, ai cũng chết một lần, có ai mà sống hoài đâu. Sớm muộn cũng chết một lần. Nếu như mình mang một cái tâm bất an để sống thì có ý nghĩa gì đâu quý vị. Mỗi ngày sống bất an có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ mình là người nghe đạo biết tu, dùng cái tâm an để sống. Con người mỗi ngày an tâm vui vẻ để sống, lo âu nặng nề chứ. Lo âu nặng nề nó không có ý nghĩa gì đâu. Cái việc gì dù nó đến bằng một cái sự mà ghê gớm nhất đi chăng nữa thì con người an tâm, việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ biến mất luôn. Trong cái cuộc đời này những đức từng nói rằng nó đều có lối thoát, nó không có cái gì mà không có lối thoát hết quý vị. Nhớ, không có cái gì mà không có lối thoát, đều có lối thoát hết. Phải tin 100%. Dù mình gặp sự cố gì cũng có lối thoát, chỉ cần quý vị gặp Phật pháp, vì nghe Phật pháp, tin sâu nhân quả, đều có lối thoát hết.
Chỉ có cái người không biết tu thì họ bế tắc. Chứ cái người mà biết tu luôn luôn có lối thoát. Chắc chắn. Luôn luôn có lối thoát. Phải tin chỗ này. Mình tin chỗ này rồi là con người mình sẽ sống trong cuộc đời này cũng bình an dữ lắm. Đến khi hơi thở cuối cùng, niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Như bé Liên Thịnh năm 11 tuổi thế vậy đó. Ta bám chắc có Phật hiệu. Từ khi ta gặp tịnh độ ta niệm Phật, chỉ có 6 tháng một tuần mà ta thành tựu con đường giảng sanh. Vì coi cái công đoạn của cháu mà nói chuyện lúc cuối cùng mà chào mọi người ra đi, vì coi đi, coi đi, phải không? Nên mỗi một con người chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng. Không biết gì chỉ biết niệm Phật không? Đúng là dễ giảng sanh. Người biết nhiều lại khó giảng sanh. Biết nhiều mà không buông, sao niệm có Phật hiệu? Buông hết tất cả lại biết tất cả. Bao nhiêu sở học buông, niệm Phật thì phát triển sở học. Không buông thì con người mắc phương hướng, nó tùm lum thứ chứ, loạn hết chứ. Sao mà biết phương hướng gì để làm đây quý vị? Nên cứ bám chắc câu Phật hiệu. Những đức phiên hàng Phật tử, gia đình mà chưa thờ ngôi Tam Bảo, đời mình nên thờ ngôi Tam Bảo đi. Những đức đặt tượng Phật một bộ là 1 triệu, mà những đức còn khuyên quý vị để thờ tượng Phật mà về chùa mình những đức tặng mỗi tuần chủ nhật. Quý vị coi, vì những đức biết trong cái cuộc đời của người sống mấy chục năm ngắn ngủi trong cuộc đời này, mình không làm việc thiện việc tốt chờ chừng nào quý vị? Quý vị thấy không, bao nhiêu con người sống trong cuộc đời này giàu sang phú quý, ngủ đêm chết queo, hoặc là bước ra ngoài tai nạn này kia, một ngày biết bao nhiêu tai nạn chúng sanh phải gánh chịu. Mỗi một con người mình nên tạo cái mình cầm theo được, một thiện hay ác thì chọn đi. Nếu cả đời mà tạo ác không thì cầm ác không, thì quý vị nghĩ thê thảm không? Nên mình phải chân thật tu thiện, tu nhân tích đức, niệm Phật cảm ứng, niệm Phật rất nhiều cảm ứng. Chân thật niệm Phật đi. Muốn niệm Phật cảm ứng, muốn tu hành có cảm ứng thì niệm niệm tin lời Phật dạy. Những việc ác hại người đừng làm, những việc thiện việc tốt chân thật làm. Càng tu càng mở rộng tâm lượng, không buồn giận người để trong tâm thì có cảm ứng. Mình tu hành mà mình đụng đâu mình cũng buồn ta chứ sao cảm ứng. Cảm ứng với Phật Bồ Tát mà tâm sân si thì không có cảm ứng được đâu. Tâm mình phải vui vẻ hoan hỷ, thương chúng sanh thì cảm ứng. Nhớ. Mình xuất gia cư sĩ gì chân thật niệm Phật là có cảm ứng. Tin sâu nhân quả, chân thật niệm Phật là có cảm ứng. Chắc chắn. Nên cứ gầy dựng tín nguyện cho cực kỳ kiên cố. Buổi sáng một câu ai Phật niệm đến cùng, buổi chiều quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Cả đời mình cứ học tập như vậy, đến hơi thở cuối cùng chỉ cần niệm có Phật hiệu là Phật rước mất tiêu rồi, vì cực lạc rồi. Vì sao không chân thật làm quý vị? Đi đông tay, đi đủ chuyện, học đủ thứ, cuối cùng mất thời gian, không được gì. Những đức từng nói rằng quý vị coi, những đức mười mấy năm nay làm cái gì? Niệm Phật. Đây là cái chỗ hình mẫu cho quý vị thấy. Mười mấy năm làm gì? Niệm Phật. Làm bao nhiêu việc trong cuộc đời này ít bao giờ phiền não, vui vẻ hoan hỷ. Càng tu càng vui, càng tu càng tăng tín tâm, càng tu có một phương hướng chuẩn xác luôn. Càng tu thì càng có một con đường đi về cực lạc rõ ràng, không có mù mờ. Bám chắc mục tiêu niệm Phật là con đường để đi về cực lạc, không có mù mờ. Nhớ. Nuôi người, hướng dẫn pháp tu, dạy trẻ em, bao nhiêu tư tưởng, chương trình người mù, giảng trên mạng, mọi mặt luôn, chỉ có niệm Phật mà làm tất cả các việc đều được. Quý vị thấy rõ ràng rồi đó. Bao nhiêu việc mà chỉ có niệm Phật là làm được hết tất cả việc luôn.
tổ sư nói rằng trụ tâm một chỗ việc gì cũng thành công. Và Thượng Hải Hiền nói rằng một câu Phật hiệu chân thật mà niệm thì làm việc gì cũng thành tựu. Rõ ràng ngài niệm có Phật hiệu 92 năm, nên bệnh đau ung thư bệnh này bệnh kia cứ bám chắc nhớ Phật. Ai vậy đó Phật, 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 ai vậy đó Phật. Bệnh đau như thế nào cũng cứ niệm Phật đi. Nên đại sư Hoằng Nhất thì nói rằng một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Cứ niệm Phật đi quý vị, gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Mình thường ngày mình đã gàn niệm Phật rồi thì bây giờ bất cứ sự trở ngại gì mình cũng niệm Phật. Có Phật hiệu thế vào những chỗ bất an, hóa giải cái bất an, giúp cho mình an tâm. Nên có Phật hiệu mỗi ngày mình chưa có chuyện gì xảy ra, mình đã nương tựa Phật rồi, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, yên tâm, cứ nhớ Phật. Có con thì có gặp những đứa con nói rằng con sanh 3 đứa con, mà đứa con thứ 3 thầy là đúng là cho con tin Phật Pháp. Từ khi con mang bầu đứa con thứ 3 là con biết được chùa và nghe thầy giảng, và con đeo máy niệm Phật, con nghe lời thầy. Con có bầu con để máy niệm Phật suốt luôn, ngay cái bụng con. Con nghe niệm Phật, con nghe lời thầy, bắt niệm Phật cho em bé trong bụng nghe luôn. Chân thật là thầy biết rằng là trong 3 đứa con con đi sinh là đứa con thứ 3 là dễ sinh nhất, cực kỳ dễ sinh luôn. Và sanh ra đứa bé nó ngoan, nó dễ mà chồng con ổng không tin Phật Pháp mà ổng tin Phật Pháp luôn. Lúc nào nó cũng thích nghe niệm Phật của thầy rồi nó ngủ. Nó cứ bắt niệm Phật là nó ôm nó nghe. Tại vì từ khi còn nhỏ con nghe lời thầy, để trong bụng con là con đã để cái máy cho nó nghe luôn. Đứa bé sinh ra thích nghe niệm Phật, đúng không? Rõ ràng 100% luôn. Tất cả những cái gì mình làm thì con mình trong bụng nó đều biết hết chứ. Nên có những người, người ta chuẩn bị đi phá thai, tự nhiên cái bụng của ta đổi lên, giống như là nó năn nỉ mình đừng có phá thai. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta áp dụng câu Phật hiệu này trong mỗi lúc mỗi nơi đều có kết quả lớn, thù thắng. Vì coi một ngày bao nhiêu chuyện những đức phải giải quyết. Vậy mà lúc nào con người nó cũng bình thản. Là vì sao? Niệm Phật. Vì nhớ trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, quý vị. Chỉ cần chân thật niệm Phật thôi thì tất cả sự việc bất an gì cũng trở lại bình an. Phải tin chỗ này 100%. Phải tin. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đại thù thắng, cứu khổ chúng sanh trong thời mạt pháp. Không có bỏ, cứ bám chắc câu Phật hiệu đi. Mười mấy năm nay nhà Đức đi tu là gì? Câu Phật hiệu. Vậy thấy một chiếc máy nghe pháp vậy thôi lợi ích chưa? Truyền bá không biết bao nhiêu mà nói. Thí dụ như giờ này thôi, bao nhiêu con người nghe pháp, cái sức truyền bá của chiếc máy nghe pháp này biết bao nhiêu mà nói chưa? Ra biết bao nhiêu mà nói, ngang hang cùng ngõ hẻm, thành thị thôn quê, các tỉnh thành, chiếc máy nghe pháp này đều đưa đi. Quý vị truyền bá rất thù thắng, chỉ dạy cho người ta nghe Phật pháp, chỉ chiếc máy nghe pháp đưa cái là nghe, như ông cụ đó. Con gái tặng chiếc máy nghe pháp thôi, giải quyết vấn đề, ông cụ an tâm, cụ vui vẻ, cụ an lạc, một chiếc máy nghe pháp. Vì thấy lúc nào tại sao nhà Đức cũng đeo máy niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật, buổi giảng nào cũng đeo, vì nhắc quý vị đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Cái cuộc đời này nhiều kiếp nạn quá quý vị, mình bật máy niệm Phật mình đi đâu cũng đeo. Như những đức lên xe lúc nào cũng bật xe đề máy là niệm Phật liền, xuyên suốt đều niệm Phật. Trước đầu xe có Phật hiệu,
sau lưng câu Phật hiệu, bước ra ngoài cái là tu phước tu duyên được liền, lúc nào cũng tu phước tu duyên được. Nó nguyện của Phật, nghe danh hiệu Phật thôi, sanh gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh, không? Chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà giải quyết nhiều vấn đề gì. Vì sao mình không bám cho chắc câu Phật hiệu? Bám cho chắc câu Phật hiệu đi quý vị. Nhớ, nhớ đứa cứ nhắc gì hoài, nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Vì muốn giảng sanh không? Dạ muốn. Muốn giảng sanh thì niệm Phật, muốn giảng sanh thì bám chắc câu Phật hiệu là muốn giảng sanh. Muốn giảng sanh mà lơ là không niệm Phật, đụng như gì cũng bám, đụng như gì cũng phiền não, vậy làm sao được? Mình là người nghe pháp rồi, biết tu rồi, phiền não là độc, đấu đá là độc, châm chích là độc, rầu rĩ lâu là độc. Đừng nên bám cái độc này làm gì, đừng nên đem độc bỏ vào người mình chí. Niệm Phật là giải độc, nhớ Phật là giải độc. Nhớ cả đời và tôi ngày hiền, niệm Phật luôn luôn, nhớ Phật, niệm Phật, niệm 92 năm. Chúng ta sống một ngày, niệm Phật một ngày. Cứ ngày nào mình cũng là gì? Ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Vì nghe những đức gì cái, dù là vài chục năm sau, có người coi lại công đoạn này, vừa nghe cái đề xướng niệm Phật liền, vừa khuyên nhớ Phật đi, là mình ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Niệm liền, nhớ thế giới Cực Lạc đi, là nghĩ gì Cực Lạc Thấy Phương là một nơi tốt đẹp, bình an. Thiên khổ còn không nghe, không chỉ là có khổ. Vừa nghe là nhắc nhở mình liền, sợ lợi ích thì lớn dữ lắm quý vị. Nên ngày nào cũng nghe gì làm sao giải đãi, ngày nào cũng nghe chứ làm sao giải đãi quý vị. Động viên trực chỉ luôn, trọng tâm luôn. Thường ngày mình niệm Phật thì cuối cuộc đời mình niệm Phật chứ làm gì, có một con đường để đi quý vị, còn lạc cái gì nữa. Có Phật hiệu này bám cho chắc thì cuối cuộc đời sao quên, do đầu này đầu nọ đầu kia tùm lum, cuối đời nó quên. Bé liên tịnh người ta niệm 6 tháng một tuần, cuối đời người ta tự tại đi như vậy. Tấm gương này nên học đi, tấm gương này nên làm theo đi quý vị. Bệnh ung thư, bệnh gì đi chăng nữa, sida, bệnh gì đi chăng nữa, ung thư lưỡi gì, có bà cô chỗ chùa cái lưỡi bị ung thư, nó lầy hết chứ. Vậy mà bà niệm Phật bữa nay bà nói đỡ nhất lắm thầy ơi, giống như khô mài luôn, đỡ nhất lắm. Nó quý vị biết rằng chỉ cần nắm chắc có Phật hiệu này thôi, việc gì cũng giải quyết được. Phải tin 100%. Cái nhân mình gieo, cái quả mình chịu. Bây giờ cái thành tâm niệm Phật, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp, quên Phật bị nghiệp chuyển. Cứ bám chắc có Phật hiệu, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Bệnh đau gì, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Cứ hoàn toàn tin Phật, hoàn toàn tin Phật, hoàn toàn tin Phật cái niệm giải quyết được tất cả vấn đề. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời không thối chuyện. Khi cuối đời chúng ta rồi hẹn gặp nhau Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.